Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay, cảm ơn Chúa, tôi sẽ cùng tiếp tục học lời Chúa với bà chị em ở trong một phân đoạn kinh thánh ở trong sách Luca chương thứ 13. Luca chương 13, từ câu số 47 cho đến câu 50, 47 cho đến câu số hết 52. Yeah. Xin Thánh đọc cùng nhau phần đoạn kinh thánh này, xin bắt đầu. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng có hiểu. Ngài bèn phán rằng, vì cớ ấy mọi thầy thông giáo đã học thông về đạo nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Chủ đề tôi chia sẻ với hội thánh buổi sáng hôm nay đó là lưới phán xét của nước trời. Trong những phần lần qua chúng ta đã học về những cái dụ ngôn về nước trời mà Chúa Giê-xu Ngài đã liên tục để Ngài chia sẻ. Trong riêng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 thôi thì Chúa đã cho tất cả là 8 cái dụ ngôn về nước trời. Và cái dụ ngôn này nói về liên quan về sự phán xét. Chúng ta thấy ở đây là nước Đức Thiên Đàng cũng giống như một tay thả lưới xuống biển. Nước của Đức Trời giống như, chúng thấy ở phần những câu ở trên như là ở trong câu số 13-13, Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng nước thiên đàng giống như men của một người đàn bà. Và chúng ta thấy cái sự phát triển của nước trời hay là sự lan tỏa của nước trời, cái sự mở rộng của nước trời, cái sự tầm ảnh hưởng của nước trời. Và ở đây thì lại một lần nữa chúng ta lại xem xét về cái sự dụ ngôn, và mỗi một cái dụ ngôn của Chúa như vậy đó, Ngài nói về một cái khía cạnh. Ví dụ nói về viên ngọc hoặc là nói về cái của báu chôn trong tấm ruộng. Và chúng ta đã học qua những điều đó. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài nói những điều đó để rồi cho tôi và chị em học biết, và một cái ẩn dụ đó để bày tỏ một lẽ thật. Tiếp theo, hôm nay nói về cái lẽ thật của những cái sự phán xét cuối cùng ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở đây nói là gì? Nước thiên đàng cũng giống như một tay thả lưới xuống biển. Nước trời giống như một người thả lưới xuống biển. Hay là nước thiên đàng, hay là vương quốc của trời giống như một người thả lưới xuống biển. Như vậy, thả lưới xuống biển để làm gì ông bà anh chị em? Một người khi mà đi ra biển họ thả lưới để làm gì? Để bắt cá. Theo bà chị em thì có mấy cái phương cách bắt cá? Cái phương cách bắt cá gọi là công tử đó, là bắt cá kiểu nào ạ? Câu, giật, gần con à, béo ạ. Và đó là một cái thú vui của nhiều người. Nhưng mà đó cũng là một loại gì? Bắt cá. Phải không? Rồi phương cách bắt cá thứ hai là gì ạ? Chài. À chài. Và nó, cái chài đó có thể nó bao trùm một cái vùng nước tương đối. Và tất cả những cái cá mà nằm ở trong cái phạm vi đó đều ở trong cái chài đó hết. Phương cách thứ ba là gì ạ? Dạ, họ bủa lưới. Họ kéo lưới thật là xa, mà đầu bủa lưới họ kéo dần dần. Và lưới có thể dài cả cây số hoặc là vài cây số. Và khi họ bắt như vậy đó, một mẻ lưới cực kỳ lớn. Phi-e-rơ đã từng bắt một cái mẻ lưới là tới 2 thuyền đầy cá, phải không? Yeah. Nhưng còn một cái loại bắt cá kinh khủng hơn nữa, nó là gì? Chích điện. Ai đã từng chích điện à? Chích điện là tàn sát luôn. Dạ. Yeah. Cá lớn, cá bé, cá gì cũng tiêu diệt hết. Dạ, tôi thật sự bây giờ tôi mới thấy rằng là mình ngu dại ngày xưa chích điện. Cá trong ao của mình, mỗi lần cần bắt để mà có khách cái gì đó, kéo điện cao thế nè, chích xuống, một lần tôi xém chết. Tôi đang cuốn cái dây điện vô người vậy nè, đằng kia tôi gỡ dây điện ra rồi. Và tôi cuốn như vậy thì một người thấy rằng tôi đang lò mò ở ngoài cái ao này, tưởng rằng là tôi đang chích điện, mà tại vì cái điện nó vuột ra, thế là người đó ghim vô một cái tôi đang nhưng mà may quá, chú cảm ơn Chúa, có một người kế bên nó đang lật không rút ra, thì vừa rút ra thì tôi rớt ra. Nha, tôi thấy có nhiều cái cách bắt cá
Ở đây cách bắt cá mà Chúa dùng, Chúa nói ở đây là nói là dùng một tay thả lưới. Ở đây dùng cái từ là tay thả lưới, đây nói về một cái người lành nghề. Nó không phải nói về cái sự thả lưới cái kiểu là chúng ta cứ thả đại xuống rồi bắt được hay không bắt được. Nhưng mà đây là một tay thợ lành nghề, một người chuyên nghiệp. Ví dụ như một ngư phủ, Phi-e-rơ là một người chuyên nghiệp phải không? Ông bắt cá, ông là một ngư phủ, ông là một người cực kỳ giỏi trong việc bắt cá. Cho nên khi mà Chúa gặp gỡ ông và Chúa nói đi, bây giờ ta hãy theo ta sẽ khiến ngươi trở nên một tay đánh lưới người. Và Phi-e-rơ đã trở nên tay đánh lưới người. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nước thiên đàng giống như một người thả lưới xuống. Để làm gì? Đó là để bắt cá. Và thả lưới ở đâu ạ? Thả lưới xuống biển. Biển ở đây hình bóng về thế gian. Cá này không nói về con cá thuộc thể để chúng ta bắt lên và chúng ta ăn. Nhưng cá này chính là những người ở trong thế gian này. Từng hồi từng lúc, Chúa đã dùng cách tiên tri của Ngài để cảnh báo, để rao giảng cho chúng ta. Nhưng về sau thì Chúa sẽ làm gì? Trong Hebrew đoạn 1 câu 1 cho đến câu 3 ghi như thế này. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài lại phán, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập nên để kế từ muôn vật, là bởi con mà Ngài dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Chúa đã rao giảng cho rao giảng phúc âm từ thời xưa, từ thời của những người công chính. Rồi chúng ta thấy rằng là đến thời của Noe, Noe cũng là người giảng phúc âm. Và ông cảnh báo thế giới lúc bây giờ, nhưng mà thế giới vẫn sống một đời sống không quan tâm về thuộc linh. Chúng ta ngày hôm nay nói về cái sự quan tâm thuộc linh, thì dường như khi chúng ta nói về linh hồn thì người ta cảm giác như là một cái điều gì đó nó không có phù hợp. Dẫu biết rằng trong lòng của mỗi một người luôn luôn có một sự lo lắng, không biết mình chết mình sẽ đi về đâu. Anh chị em biết bên Phật giáo họ đã dạy như thế này: một cái người chết, nếu như cái người đó mà sống đời sống tốt thì người đó sẽ được vãng sanh một cái ngã người. Còn nếu mà người đó sống mà sanh hài vật thì được vãng sanh vào cái ngã vật. Còn cái người nào mà giết người cướp của thì vãng sanh vào cái ngã quỷ. Còn cái người nào mà tu hành thì tịch diệt. Có nghĩa là không gì đó. Vô cõi niết bàn, tức là không ra khỏi tất cả những cái ngã vãng sanh đó. Và ngày hôm nay tôi thấy trong khoảng 2 năm trở lại đây, bên Phật giáo họ đã thuyết giảng rất nhiều và họ dùng những cái thuyết giảng để thu hút giới trẻ. Gần chúng ta ở đây nhất trong cái huyện chúng ta là cái gọi là chùa Hoằng Pháp. Có những vị nhà tu trẻ và lên toàn là nói tình yêu và đôi lứa không. Mà giờ họ chưa bao giờ trải qua đôi lứa và tình yêu, nhưng mà họ nói về tình yêu và đôi lứa rất là hay. Và giới trẻ ung đi theo. Một năm mà vào trong cái dịp hè đó, gọi là họ tu vào dịp hè đó, ôi thì ngồi đó quá nhiều đứa trẻ. Nhưng cách 2-3 hôm nay thì phía bên Phật giáo đã gọi là cấm túc cái vị, những cái vị vậy này, nói rằng là không có dạy đúng với Phật pháp. Lên toàn là nói về tình yêu và đôi lứa. Rồi có những ông thầy tu thì dạy về tình dục và tình dục như thế nào, rồi rồi đồ chơi tình dục là xét tôi đố kiếm hết. Nó là một cái điều gì đó mà chúng ta thấy cái thế giới ngày hôm nay nó đang ở trong cái gì, thế tục hóa. Thế thì hội thánh của Chúa có bị ảnh hưởng điều này không ạ? Thế mà chị em hội thánh có ảnh hưởng không? Giới trẻ của hội thánh có ảnh hưởng không? Chắc chắn là có, không ít nhiều chúng ta thấy rằng là chắc chắn là có. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là thế gian thì đầy dẫy những con người ở thế gian này. Và Chúa Ngài muốn chúng ta phải đến để cảnh báo. Chúa cho chúng ta có mặt ở trên thế gian này, chúng ta được gọi là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Cho nên tôi khích lệ giới trẻ, đặc biệt là các bạn thanh niên,
Chúng ta nên tạo ra những cái sân chơi để đem những bạn trẻ đến với Chúa, đến với trong những cái gọi là cái sự vui chơi lành mạnh và thánh khiết ở trong hội thánh của Chúa. Và tại nơi đây thì chúng ta thấy cái người này thả lưới xuống biển và bắt đủ mọi thứ cá. Khi một người thả lưới thì anh chị em biết rằng là họ có chọn lọc cá khi thả lưới không? Không. Dạ, họ cứ kéo lưới thôi. Tôi gần đây thì tôi từng đã qua Thái Lan và tôi được đi cùng một chiếc tàu để ra cái ngay chỗ cái biển Pattaya, và đi ra, chúng tôi đi ra khoảng 2 tiếng đồng hồ trên tàu ra một cái hòn đảo của Thái Lan, và tại đó chúng tôi thấy người ta bắt cá, rồi người ta câu cá, và trong cái lưới bắt cá đó nó có những cái gọi là cái lưới theo cái cỡ, ví dụ như là 2 cm hay là 5 cm gì đó, thì tất cả cái cá nào mà nó nằm ở cái phạm vi 2 cm hay là 5 cm trở lên thì đều ở trong lưới hết, còn những cái cá nhỏ đó thì nó lọt ra khỏi lưới, nó không có bắt cá nhỏ. Nhưng mà đó là con người, người ta bắt là chọn lựa như vậy. Nhưng ở đây Chúa nói là nước của Đức Trời thì sao? Bắt hết. Bắt hết. Dạ, trẻ bé lớn đều vô lưới của Chúa hết. Dạ. Không có chừa, không có gọi là không có phân loại, lúc bây giờ chưa có phân loại. Cho nên có nhiều người họ quan điểm như thế này nè. Mình đi rao giảng tin lành á, thì mình cầu nguyện, Chúa sai mình đến cầu nguyện làm chứng cho một cái cô đó là mặc cái áo tím tím. Cái cô đó là tên là cô Ba, thì mình đến làm chứng cho cô Ba. Cô đó là cô Bích Thủy, thì mình làm cho cô Thủy. Không. Người ta nói như vậy là không đúng. Tại vì nước của Đức Trời là gì? Là tất cả loại thứ cá. Từ trẻ cho đến lớn tuổi, tất cả là con người đều là nằm trong cái mục tiêu mà Chúa Ngài cứu. Vì Chúa Giê-xu đến thế gian này để làm gì? Để tìm và cứu. Ngài yêu cả thế gian này, yêu tất cả con người trên thế gian này, chứ không phải chỉ yêu những người nào đó là những người mắt xanh mũi đỏ hay là những người nào đó là người giàu có. Không có. Chúa yêu hết tất cả. Đó cũng là một tin mừng cho chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng là muôn dân muôn nước, mọi thứ tiếng đều có ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem ở trong sách Khải Huyền chương 4. Khải Huyền xin lỗi ông bà chị em, không phải là chương 4 mà là chương 7 câu số 9. Khải Huyền chương 7 câu 9. Rồi chúng ta đọc với nhau. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Dạ. Bao nhiêu người anh chị em ở đây? Dạ. Vô số người. Đếm được không? Không đếm được. Mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng. Dạ. Cái đạo bà cô vợ, chứ không phải bà mẹ vợ, tôi nhớ, bây giờ mới nhớ nè. Cái đạo bà cô vợ là nói rằng chỉ có những người nằm ở trong 144.000 người mới được cứu. Đây. Ở phần trên đó, từ câu số 5 cho đến câu số 8, đó là mỗi chi phái là bao nhiêu người đó, một vạn 2.000 người. Thì tổng cộng 144.000 người, nói rằng là chỉ có 144.000 người này được cứu thôi. Nhưng mà ở tại Việt Nam thì có một cái đạo gọi là Tân Thiên Địa mà xuất phát từ Hàn Quốc, cũng nói chỉ có 144.000 người này được cứu thôi. Như vậy 144.000 người của Tân Thiên Địa, 144.000 người của bà cô vợ, vậy là dư rồi, thế nào cũng có một bên bị loại ra. Nhưng mà nước của Đức Trời có phải 144.000 người không bà chị em? Thậm chí có hội thánh nói như thế này nè, là trong ngày cuối cùng này Chúa sẽ sàng lọc riết cuối cùng á, là còn có 8 người, giống như thời Noe. Và cuối cùng hội thánh của người đó bây giờ còn có 8 người nhớ mà. Họ nói là 8 người này là 8 người được Chúa chọn, còn tất cả đều là Chúa sàng lọc hết. Đó là một những cái lý rất là sai chật. Và chúng ta thấy ở đây 144.000 người này là nói về dân sót của Israel sau đại nạn, chứ không nói về muôn dân muôn nước và mọi thứ tiếng. Tin lành được giảng cho dân ngoại, và chúng ta là dân ngoại, chúng ta được cứu.
Chúng ta không được cứu nhờ làm theo luật pháp, nhưng ta được cứu nhờ ân điển và bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Như vậy thì anh chị em là cũng là những người gọi là gì, ở trong thế gian, và chúng ta được Chúa Ngài dùng các tôi tớ của Ngài để thả lưới và bắt chúng ta được. Bắt chúng ta cho ai không bà chị em? Bắt chúng ta cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bắt chúng ta để chúng ta về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ tôi và chị em vẫn còn đang ở thế gian này, thì tôi và chị em vẫn còn phải tiếp tục cùng với Chúa, cùng với các môn đồ của Chúa, cùng với những thánh đồ để tiếp tục thả lưới. Câu kinh thánh tiếp theo nói như thế này. À, như vậy xin lỗi, trở lại cái chỗ bắt đủ mọi thứ, có nghĩa là tất cả muôn dân muôn nước. Anh chị em biết ngày hôm nay có những cái bộ tộc ở cái vùng cực kỳ là xa lánh thế giới, và tin là cũng được vào đó, anh chị em có biết không? Bằng cách nào vậy? Chúng ta biết ngày hôm nay cái không gian mạng của ông gì mà giàu nhất thế giới á, Elon Musk nha. Yeah. Ông đã phóng mấy chục ngàn cái vệ tinh bao trùm toàn cầu, và kể cả ở trong rừng, nếu cái người đó trong rừng vẫn có thể kết nối internet được. Rồi tin lành giảng ra khắp nơi. Anh chị em thấy ngày hôm nay ở trên trang mạng chúng ta thấy lời của Chúa rao giảng ra rất nhiều, và trong đó có lẽ thật và trong đó cũng có lẽ giả nữa. Cho nên tin lành được rao giảng ra khắp nơi, và Chúa nói là bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy khi nào thì cuối cùng sẽ đến đây? Chúng ta qua câu 48, trở lại Matthew đoạn 13. Khi lưới đầy rồi. Yeah. Thế anh chị em, thì cái người mà câu cá thì làm sao người ta biết được rằng lúc nào người ta giật? Chúng ta bắt đầu móc con mồi vào, chúng ta thả. Có người thì dùng có cái phao, mà khi cái phao nó nhịp, nhịp, nhịp là chúng ta biết con cá nó đang ăn, đúng không ạ? Nhưng có những người họ chuyên nghiệp hơn nữa, họ không cần cái phao. Họ cái cọng dây là chỉ cần đưa xuống, và cái cọng dây nó chỉ cần nhích nhẹ một phải thôi là họ đã bắt được con cá. Còn cái người thả lưới đó, tôi đã từng đi chài, và khi mà tôi chài ở ngoài, ngoài sông đó, mà khi con cá mà cá to đó, tôi biết được có cá to, là nó liếc một cái làm cho cái chài của mình nó căng lên một cái gốc. Còn khi mà mình kéo được những con tôm ở tôm sông đó, gọi là tôm càng đó, là khi mình kéo nó không có ở dưới đất đâu, nó búng chạch nó búng lên trên cái chóp ở bên trên, mà bắt cá như vậy rất là thích. Có nghĩa là chúng ta biết được có lúc cá nó có ở trong lưới. Có những cái ao hồ nó có bùn lầy, khi mình chài xuống cái mình kéo nó liền không dính con cá nào hết, nhưng mà thật sự trong đó có cá, nhưng mình bắt không được, là tại vì khi mình chài xuống nghe tiếng động cá nó chui xuống bùn, mà mình kéo lên liền thì nó không lên. Nhưng mà cái người chài đó, họ chài xuống bắt đầu họ để im đó, con cá nó chui xuống bùn một chút xíu, nó nghe không có động tĩnh gì hết, nó chui lên là chúng ta kéo. Chúng ta đi đánh lưới người, anh chị em cũng có thấy những trường hợp như vậy không? Có những lúc chúng ta cũng quăng mồi, đang quăng lưới ra, nhưng mà kéo về không có con gì hết. À, nhưng mà có lúc chúng ta phải để dành thời gian để chia sẻ, để tâm tình, để gây dựng một cái mối liên hệ, rồi sau đó người ta nghe, người ta biết Chúa, người ta tin Chúa. Vừa rồi tôi đi một cái buổi gặp mặt có một hội thánh ở tại Indonesia. Hiện nay hội thánh đó là hội thánh đang là một hội thánh lớn nhất trên thế giới, và số lượng phát triển cực kỳ là nhanh. Một trong vòng 10 năm mà họ phát triển tới 1,000+ hội thánh, thì đó là một con số cực kỳ lớn. Chưa bao giờ ở Việt Nam có tình trạng, Việt Nam không bao giờ có đâu. Ở Hàn Quốc thì có, là thập niên 60-70 của một hội thánh Mục sư Cho Dân Ghi. Rồi ở tại Singapore cũng có trường hợp như vậy, nhưng mà nó chỉ có một hội thánh lớn. Còn ở Indonesia thì trong vòng 10 năm phát triển lên một khoảng 1,800 hội thánh. Chúng ta khủng khiếp không ạ? Từ con số hội thánh không có bao nhiêu cả, chỉ có mấy hội thánh, nhưng mà trong vòng 10 năm họ đã áp dụng những phương pháp của Kinh Thánh. Và một trong phương pháp mà họ áp dụng đó, nó như thế này. Có 4 cái bước của họ để làm sao có thể đem người ta trở lại với Đấng Christ. Điều thứ nhất đó là họ cầu nguyện. Họ cầu nguyện cùng nhau, họ cầu nguyện liên tục cho những cái vấn đề mà họ sẽ làm trong những ngày tới. Bước thứ hai là bày tỏ tấm lòng yêu thương với tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa biết Chúa.
họ bày tỏ tấm lòng yêu thương, họ không phân biệt, không có bắt là người ta phải tin Chúa tôi mới yêu thương, không có. Tại vì tình yêu của Chúa là Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Thì nếu Chúa yêu thương thế gian thì tôi và chị em có Chúa chúng ta cũng yêu thương thế gian. Amen chị em. Nha. Yeah. Bước thứ ba đó là gì? Bắt đầu họ chia sẻ, bao gồm chia sẻ phúc âm, chia sẻ những cái điều mà họ có. Họ chia sẻ về những cái về công việc, họ chia sẻ về cái sức lực, họ không có một cái sự lạm dụng hay là lợi dụng một ai hết mà họ chia sẻ ra. Người có, Chúa Giêsu dạy là gì? Người có hai áo thì chia cho người khác. À, người có gạo chia gạo, người có bánh chia bánh, người có tiền chia tiền, mình giúp đỡ cho cái người nghèo, làm công tác từ thiện không vì một một đối tượng, một nhóm người nào đó, nhưng mà làm cho tất cả. Tôi thấy năm 2021 ở đây khi mà chúng tôi nhận được 400 kg rau, mà lúc đó rau nó cực kỳ là hiếm, nhưng mà tôi không được đi xa, mà có rau quá chừng như vậy mà con cái Chúa cũng không nhận được, tại vì không thể ship được. Ở đây qua chỗ bên sau, chỗ Gò Vấp thôi cũng không ship đi tới được. Mà ngay cả những em ở Long An cũng không ship được. Ngay cả trong Hóc Môn này chúng tôi cũng không ship được luôn. Và cuối cùng chúng tôi làm gì? Và tôi bắt đầu lấy những cái bao thế này và chia ra. Rau tươi rối luôn. Chia ra và thế là cầm như thế này. Túm về đi tới gõ cửa từng nhà cho. Và chúng tôi tạo được cái mối liên hệ đó anh chị em. Và chú vừa xuống đấy họ biết vào thôi. Ở bên cái cô tổ trưởng cách đây có một căn nhà thôi. Cổ rất là quý chúng tôi. Nhiều khi qua mua có một lon sữa thôi mà cổ cho thêm 2 lon nữa. Họ quý như vậy. Cho nên cái tình yêu thương nó cần phải có một cái hành động cụ thể. Nếu như tình yêu thương chỉ có trên môi lưỡi thì Kinh Thánh nói như thế nào? Chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng phải bằng việc làm và lẽ thật. Bằng một hành động cụ thể chị em. Tức là đối với anh em trong Chúa chúng ta cũng bằng một hành động cụ thể, và đối với người ngoài chúng ta cũng bằng một hành động cụ thể. Một khi mà chúng ta làm với người đó với một động cơ yêu thương và không có sự vụ lợi thì chắc chắn là sẽ đánh động đến tất cả những người mà chúng ta tiếp cận. Xin Chúa giúp đỡ, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên, chúng ta hãy tăng tốc cái vấn đề này. Yeah. Hội Thánh sẽ đứng bên cạnh các bạn, Hội Thánh song song với các bạn để như làm công việc đó. Trước dịch chúng ta đã làm cái công việc này rất là nhiều đúng không? Chúng ta làm công việc thiện nguyện. Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em chúng ta sẽ làm bắt đầu từ ở cái khu vực gần. Chúng ta cứ lan tỏa ra. Yeah. Ở Sài Gòn thì nó hơi, mình phát thì rất là dễ nhưng mà mình tập trung thì nó hơi khó. Nhưng ở vùng quê đó, chúng ta đến cái nhà nào là chúng ta biết cái nhà đó luôn. Và nhà đó cũng biết chúng ta. Và chúng ta làm công việc yêu thương, lan tỏa và chia sẻ. Song song đó, sự chia sẻ cũng có sự chia sẻ về Chúa cho người khác. Tại vì cái sự chia sẻ nó phải đi sau. Chúng ta thường thường ngày xưa chúng tôi được dạy đó là chúng ta gặp ai là chúng ta chia sẻ, bắt người ta ngồi đó, giống như là bên bảo hiểm bắt người ta ngồi đó, người tư vấn cuối cùng phải chốt mua bảo hiểm, không mua bảo hiểm nó chửi còn hơn là cái gì nữa. Tôi có một người bạn đi với một người bạn khác đi vô trong bệnh viện để làm chứng là cầu nguyện, ai chấp nhận cầu nguyện thì cầu nguyện, ai chấp nhận tin Chúa thì sẽ cầu nguyện cho, còn không chịu tin Chúa thì ông nói một câu: muốn chết cho chết luôn. Muốn chết cho chết luôn. Mà nếu như vậy thì sao? Chúng ta không có thể sẽ chia được một cái gì cả về vấn đề tình yêu của Chúa. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta chia sẻ về tình yêu của Chúa, nó bao gồm sự cầu nguyện của cá nhân, cầu nguyện cho những đối tượng, rồi chúng ta cũng yêu thương họ bằng cái tình yêu của Chúa. Tôi nói thật với bà chị em, nếu để nói dùng cái tình yêu của con người để yêu thì chúng ta sẽ chọn đối tượng để yêu. Có phải không? Chúng ta sẽ chọn đối tượng để yêu. Nhưng mà nếu tình yêu của Chúa thì chúng ta sẽ yêu tất cả, yêu thương tất cả, và chúng ta cũng chia sẻ cho tất cả. Như vậy trước khi chia sẻ lời Chúa, chúng ta cần chia sẻ cái gì trước ạ? Điều gì để cho người ta nhìn thấy chúng ta là con cái của Chúa anh chị em? Bởi các ngươi yêu thương nhau, vì tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Nó không phải là phép lạ. Không phải là phép lạ. Anh chị em biết ở đây mới nổi lên một cái người gọi là ông thầy Trung. Ở đây có ai có nghe tên cầm thầy Trung chưa? Miền Tây, dân miền Tây. Ông nổi lên, ông đuổi quỷ kinh khủng luôn. Quỷ cỡ nào mấy chục năm nhập vô, ông đuổi ra hết luôn. Nhưng mà cuối cùng là gì? Cái kết thúc của nó là gì? Là thôi, đi ra nha, quy y Phật khổ nha.
Vậy thì cái người đó cũng trở lại bình thường, nhưng mà thật sự có một con quỷ to hơn đang ở đó. Họ đâu có biết. Và họ gọi là bút ông này coi như là kín lịch hết. Và tà linh trong người đó la nó hét, đau đớn nó quằn quại, giống như là chúng ta đuổi quỷ trong danh Jesus. Chúng ta thấy có sự khác biệt là chúng ta đuổi quỷ trong danh Jesus là chúng ta đuổi nó ra khỏi người đó luôn, mà nó không được phép quay lại. Nhưng mà cái người này khi đuổi ra là chấn giữ một con quỷ khác, và nó là người thôi đi về đi, đi tu ở vùng nào đó, vùng đất nào đó, hay là ở chùa nào đó, thôi đi về đó, tôi đưa về đó, chùa đó để tu. Đó là một cái cách mà thế gian chúng ta ngày hôm nay nó là như vậy. Nó không phải phép lạ. Nếu chúng ta chạy theo phép lạ là đến lúc chúng ta sai lệch lúc nào chúng ta không hay. Trong đạo của Chúa hay là trong phúc âm của Chúa là phúc âm quyền phép, có phép lạ. Anh chị em có tin hội thánh của Chúa ở đây cầu nguyện có phép lạ không? Bao nhiêu người tin? Mới thứ sáu cầu nguyện kia ngang cô Minh ở đây, cô Minh làm chứng đi, hay là tôi làm chứng ngắn chưa? Cô bị bệnh trĩ bao nhiêu năm? 26 năm bị bệnh trĩ. Và khi bữa ăn thờ phượng của Chúa đây hôm thứ sáu này, cô đau kinh khủng. Cô nhờ một số năm cầu nguyện rồi, rồi sau đó cô chạy lên tôi nói rằng là hay bây giờ có thể đang thờ phượng như cầu nguyện được không? Tôi nói có chuyện gì không chị? Bây giờ con quỷ mà bệnh trĩ nó lộ ra. Hồi nào giờ tôi mới nghe được con quỷ bệnh trĩ. Nhưng mà thật sự mà những cái căn bệnh gọi là quái ác, những căn bệnh ung thư quái ác đều có một dạng linh nó áp chế trên cái người đó, thông qua một giao ước hay thông qua một cái vấn đề gì đó. 26 năm cô nói nhiều đau mà đau kinh khủng, đau chịu hết nổi luôn rồi, đau muốn ngất xỉu luôn rồi. Và tôi bắt đầu đặt tay cầu nguyện, vợ tôi đứng phía sau đỡ, và tôi thấy được có một cái dạng tà linh nó lộ ra. Tôi thấy cô rung người một cái, bật người ra. Và lúc bây giờ chúng tôi truyền lệnh cho cái tà linh mà áp chế gây nên bệnh trĩ, đừng có nói tà linh gì linh bệnh trĩ nha, mà cái tà linh nó gây nên cái bệnh trĩ đó, và đuổi nó ra. Đuổi ra xong thì sau đó thì cô tỉnh lại, và cô nói là thấy khỏe hơn rồi. Và tôi nói bây giờ cô hãy cảm tạ Chúa, bước xuống dưới cảm tạ Chúa. Và cái bước xuống họ thánh tiếp tục ngợi khen thờ phượng. Mà ngày hôm đó một sư ví với lại thầy Quân cho chúng tôi thờ phượng đã luôn. 3 tiếng đồng hồ thờ phượng ngợi khen, rồi cứ hát thờ phượng ngợi khen, thờ phượng ngợi khen. Bà anh bà chị em tin rằng thờ phượng ngợi khen thì con quỷ bệnh trĩ nó ra không? Và cái thờ phượng một chút xíu thì con mình cảm ơn Chúa, nó hết rồi, nó chạy xuống cái chân, nó đau cái chân, nhưng mà tiếp tục hát ca ngợi Chúa thì nó biến mất ra khỏi thần thái của cô. Hallelujah, ở khen Chúa. Rồi nhiều chị em khác, chị Hồng Y cũng được giải cứu, cô Chính cũng được giải cứu, nay cô khỏe chưa? Cảm ơn Chúa. Nó có những con quỷ nó lì anh chị em, vì một cái vấn đề gì đó, trong một cái liên đới nào đó, trong một cái lời hứa nào đó. Giống như con Hồng Y đó, là ngày xưa là đến ông nhờ cái bà thầy Tâm á, nói là tôi cũng chả biết cái bà thầy Tâm đó là cái gì nữa, nhưng mà cái bà thầy Tâm đó nó lấy cái trứng gì, lấy trứng ngỗng lăn lên con mắt, lăn lên. Và khi tôi nói ủa tại sao cái cô này nhìn mỗi lần nhìn cổ con mắt cổ cứ đúng không, Thủy nói với tôi nè, thầy cô không biết con mắt cô có vấn đề gì đó. Tôi nói đừng lo, sẽ có lúc phải đụng lên con mắt đó thôi. Và cảm ơn Chúa, khi mà cầu nguyện thì nó lộ ra, nó nói rằng là nó không có cho người này, nó muốn làm cho cái gia tộc người này đuối mù luôn. Nhưng mà chúng tôi công bố danh của Chúa rằng là nó phải ra. Và Hồng Y biết Hồng Y là ai ở trong Chúa thì nó không còn lừa được nữa. Cảm ơn Chúa, thứ sáu vừa rồi Hồng Y cũng được chữa lành, cô Chính được chữa lành. Đừng anh em đừng sợ, nhiều khi chúng ta thờ phượng Chúa bắt đầu lời Chúa đến, lời Chúa là sự sáng. Có nhiều khi trong nhà của mình nào là có gián, có chuột, có thằng lằn đủ thứ hết. Khi mà chúng ta tắt bóng đèn, chúng ta không biết con chuột, con gián, con thằng lằn nó ở chỗ nào, đúng không ạ? Nhưng chúng ta mở đèn lên, chúng ta thấy nó chạy là biết là trong nhà mình có chuột, thì chúng ta bắt con chuột. Không có gì phải sợ cả. Rồi chúng ta tìm mà không thấy, mà chúng ta
vậy thì làm gì? Lấy cái bình xịt côn trùng á, xịt một cái là nó lòi ra chạy ra hết à. Thì khi chúng tôi cầu nguyện đặt tay nhân danh Chúa Giêsu, cầu nguyện thì nó sao? Nó giống như cái súng điện vậy đó. Đặt tay lên mà súng điện nó là gì? Nhẹ nhẹ nó không ra hả? Ra khỏi cái này, lố ra trong danh Chúa Giêsu, bắt đầu lòi ra ngay. Đức Chúa Trời của chúng ta thật là kỳ diệu. Mà tôi sẽ nói với một sư Tuấn rằng chúng ta sẽ không chỉ thờ phượng Chúa những ngày Chủ nhật bình thường, nhưng ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa là ngày mà dân sự của Chúa được gặp gỡ Chúa, ngày mà dân sự của Chúa được tự do, ngày dân sự của Chúa được chữa lành. Và thậm chí người ngoài đến đây chúng ta cũng cầu nguyện luôn, chứ không phải đợi người tin Chúa. Amen anh chị em. Có ai cầu nguyện lần này chưa lành không sao cả, lần sau cầu nguyện tiếp tục, cầu nguyện tiếp tục, và nó phải lành thôi. Một số họ thánh con Chúa đây chạy qua chỗ một siêu chân quý, tôi biết hết á, live stream tôi nhìn thấy biết hết á, nhưng mà rồi cuối cùng cũng về đây thôi. Nhưng mà thật sự đối với tôi không quan trọng cái điều đó. Tại vì sao? Đôi khi có những bác sĩ chuyên khoa, có người thì này giỏi về cái mục này, có người giỏi mục kia, đúng không chị em? Giống như tôi, con tôi đẻ ra mà ai nuôi giùm tôi khoái. Tại vì sao? Trên giấy tờ, trên luật pháp vẫn là gì? Là con của tôi à. Ai nuôi giùm tôi mang ơn. Nhưng mà chẳng lẽ mình ở bệnh viện hoài, cũng phải về nhà phải không ạ? À? Cũng phải ăn cơm nhà chứ, phải không ạ? À? Tôi nói chị em, bệnh viện nó không yêu thương mình nhiều đâu, mà chỉ có người nhà của mình mới yêu thương mình nhiều thôi. Khi lưới đầy thì sao anh chị em? Làm gì ạ? Kéo lên. À tôi quên, là nãy chúng ta nói là cầu nguyện, yêu thương, chia sẻ. Và cái điều cuối cùng, điều thứ tư đó là môn đệ hóa. Chúng ta sẽ gia tăng cái việc môn đệ hóa. Trong tháng 9 này chúng tôi lại tiếp tục đi công việc ở miền Cao và miền Trung. Xin cầu nguyện cho tôi, chiều 17 tôi sẽ đi miền Trung. Tôi chỉ cần một người cùng đi với tôi để mà có thể giúp đỡ cho vấn đề đánh đàn ở thờ phượng Chúa là đủ. Đi trong vòng một tuần lễ. Tại vì chúng tôi không có đủ kinh phí cho nên chúng tôi đi không có nhiều người được. Đi nhiều người thì chúng tôi chi phí nhiều lắm. Ví dụ như ở khách sạn, mỗi một đêm như vậy là 300 một đêm. Mà chúng tôi khoảng 4-5 đêm thì nó cũng khá là nhiều tiền. Cho nên chỉ cần một người có thể đi cùng tôi với vợ tôi để có thể chúng tôi giúp đỡ cho công việc Chúa ở vùng miền cao. Trên vùng miền cao thì cũng đang cần môn đệ hóa. Tối hôm qua thì cô Sivan ở trên Gia Lai đã cho tôi một cái tổ chức chương trình trung thu ở trên đó. Mấy chục em thiếu nhi và thiếu niên tin Chúa. Và cô nói rằng là hiện nay bây giờ cũng có khoảng cỡ 5-6 em muốn học nhạc, học đàn. Có ai đăng ký đi miền cao để dạy đàn không ạ? À? Và cũng xin thông báo là ở miền cao có một phong tục là con gái đi cưới con trai. Cần ký nữa à? Cho nên ai muốn thì hãy đăng ký nha. Và tôi nói với anh chị em là cô gái Bana, cô gái Gia Lai, cô lái LD đẹp lắm. À. Chúng ta thấy Siblet chưa? Siblet năm nay là 50+ tuổi mà mới vừa đám cưới luôn á. À. Thật ra thì cô Sivan là thuộc về dân tộc Gia Lai chứ không phải là Bana. À, nhưng mà cổ sống trong vùng đất hình như là ba mẹ hay gì đó là một người là của Bà Na. Cho nên là thay vì bây giờ là cổ, Chúa cho cổ được một cái lợi thế rất là hay là nói tiếng Việt, nói tiếng Bà Na, nói tiếng Gia Rai và nói luôn tiếng cả Ê Đê. Mà vùng dân tộc trên đó chúng ta biết rằng là khi mà mình chia sẻ nếu bằng tiếng Việt của mình thì có giới trẻ hiểu thôi. Còn những người mà khoảng 50 trở lên đó, là họ nghe tiếng dân tộc rất là giới hạn. Trong cái dịp Giáng sinh năm ngoái đó, đi truyền giáo thì hơn 250 em
thiếu nhi và thiếu niên tin Chúa. Và tôi nói bây giờ cô Sư Vân nói rằng là nhờ tôi có thể có người để lên để đánh đàn cho họ thánh. Thôi làm sao mà ai có thể lên đó đánh đàn? Bây giờ chỉ có một cái là dạy thôi, môn đệ hóa cho nó. Và mới vừa rồi tôi cũng nói các bạn thanh niên đó là trước đây đó họ thánh khi mà cưới nhau xong đó là bị bắt rễ, tức là em lịch lấy hoa xong thì qua bên họ thánh kia, tại vì hoa đang có một cái chức vụ ở bên họ thánh của chồng mục sư Lương Ngọc Ân. Nhưng mà tôi nói bắt đầu kể từ nay tôi không có cho bắt rễ nữa. Tôi bắt dâu hết. Bắt dâu và bắt rễ luôn. Mình phải lời chứ, phải không? Chứ còn mình cứ cho đi hoài sao được. Cho nên thầy Hảo với thầy Quân liệu mà hồn mà chọn nha. Hai người một chút thì quánh tù tì nha. nhờ Hùng chiếu giùm cái hình này lên giúp thầy cả nha. Chúng ta có những cái hình ảnh của mới vừa tối hôm qua khi mà tổ chức trung thu sớm cho các em, thì xuống các em tin Chúa rất là đông. Và thật ra những cái công khó của các anh chị em đã cùng đi với tôi trong những ngày trước đây không có phải là vô ích. Chiều 17 tôi đi và 18, chiều 18 tôi có thể gặp các anh em ở trên đó, trên vùng Crong Búc với lại ở tại Gia Lai. Chúng ta chờ xíu để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh. Những hình ảnh này để chúng ta được khích lệ, bởi vì Chúa Ngài đang hành động ở trong những anh chị em của chúng ta, những người rất là đơn sơ. Thậm chí là nói rằng là con không có giỏi như người khác, con học yếu lắm, thế này thế kia đủ thứ. Nhưng mà Chúa đều dùng tất cả chúng ta. Con nói tiếng Việt không giỏi, nhưng mà Chúa đều dùng tất cả. Chủ nhật ngày 24, Mục sư Hào sẽ lên đó để làm báp têm cho khoảng 15 người. Đó, đây là chúng ta thấy là các em thiếu nhi. Dạ, tối ngày hôm qua. Những em tin Chúa. Rồi, đó. Thôi, không hiểu đâu, đừng có đòi biết tiếng. Rồi, được rồi. Cảm ơn Hùng. Và ở tại dân tộc Gia Rai thì cô Lăng đó sẽ cũng đang dạy cho giáo lý, cũng khoảng cỡ 15 người đang học giáo lý ở trên đó. Chúng ta thấy những anh chị em học khóa 22, khóa 23, 24, họ đang có kết quả rất là tốt. Xin ta cầu nguyện để cho những người được tốt nghiệp trong tháng 10, cuối tháng 10 này, thì chúng ta sẽ có những người để đi ra để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại Ma-thi-ơ đoạn 12. Khi lưới đầy, theo anh chị em thì khi nào lưới đầy ạ? Ngày nào giờ nào lưới đầy ạ? Dạ, khi lưới đầy rồi thì người đánh cá làm gì? Kéo cá lên bờ. Vậy thì ai sẽ là người đánh cá? Có những giai đoạn khác nhau. Hiện nay chúng ta cũng là giai đoạn của những người đánh cá. Nhưng mà nó chưa có phải là ngày cuối cùng. Rồi, chúng ta thấy khi mà đại nạn xảy ra, thì lúc bấy giờ dân Israel sẽ là người đánh cá. Rồi có hai nhân chứng ở trong sách Khải Huyền là người đánh cá. Và cái cuối cùng là gì? Theo như cái mạch văn này, Chúa nói, chúng ta đọc tiếp. Khi mà lưới đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngày ngồi mà chọn, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu đi, xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra. Như vậy chúng ta thấy có những giai đoạn, và cái ở đây mạch văn này thì Chúa nói là ngày cuối cùng cũng giống như vậy. Ai sẽ là người chia? Thiên sứ. Thiên sứ sẽ chia kẻ ác với người công bình. Và những cái gương xấu thì sao? Những giống xấu thì ném đi, còn giống tốt để riêng ra. Đó là ngày cuối cùng, không phải là bây giờ. Nếu như Chúa Ngài đem hội thánh đi trước đại nạn, tại vì hiện nay có hai ba cái trường phái về cái việc mà Chúa cất hội thánh lên. Trường phái thứ nhất đó là Chúa đem hội thánh trước đại nạn, có nghĩa là 3 năm rưỡi trước đại nạn.
Đại nạn được là 7 năm và chia làm 2, 3 năm rưỡi đầu hòa bình và 3 năm rưỡi sau đó là đại nạn. Thì chúng ta thứ nhất là Chúa đem trước cái 3 năm rưỡi hòa bình luôn. Một cái trường phái thứ hai đó là Chúa đem hội thánh trước 3 năm rưỡi đại nạn. Có nghĩa là lúc mà Antichrist nó xuất hiện trong đền thờ và nó phá hủy giao ước với dân Israel thì lập tức Chúa cất hội thánh vô liền. Và một trường phái thứ ba đó là cuối 3 năm rưỡi của đại nạn. Thì lúc bấy giờ Chúa cất hội thánh lên. Ở dưới đây là một cái sự lộn lạo khủng khiếp ở dưới đây. Và đồng thời Chúa cùng hội thánh thì ở trên thiên đàng. Và sau đó Ngài cùng với hội thánh dùng đại quyền đại vinh xuống và Chúa sai một thiên sứ bắt cái con rồng giam vào trong vực sâu không đáy. Và trường phái này chúng ta chưa có xác định trường phái nào là hoàn toàn đúng. Nhưng mà tất cả ba trường phái đều tin rằng Chúa sẽ tái lâm. Điều đó là chắc chắn. Chúng ta có tin Chúa tái lâm không? Chúng ta tin. Và sau đó Chúa thiết lập 1000 năm bình an ở trên đất. Lúc bấy giờ tôi và chị em ở trong thể linh cùng với Chúa để cai trị trên đất này. Có người thì muốn là gì? Mình sẽ nhìn thấy được 3 năm rưỡi hòa bình, bình an trên toàn thế giới. Tất cả thế giới không còn chiến tranh nữa trong 3 năm rưỡi. Không có một chiến tranh nào. Và anh chị em biết người ta đã nói gì về điều đó không? Nói rằng là đời Tổng thống Trump 3 năm rưỡi của ông không có một cuộc chiến nào ở trên thế giới hết. Và bây giờ nghe nói là tới thời kỳ đại nạn, giống là khi mà ông Tổng thống Trump vừa kết thúc nhiệm kỳ xong, Biden vừa lên nắm quyền thì Nga đánh Ukraine. Rồi ở tại Niger mới vừa lật đổ Tổng thống, rồi Gabon cũng mới vừa lật đổ Tổng thống. Rồi ở ngoài Biển Đông chúng ta thì âm ngoài kia. Chúng ta không biết chuyện gì nó xảy ra. Có thể là trước đại nạn, có thể là giữa đại nạn, có thể là gần cuối đại nạn, chúng ta không biết được. Có nhiều người nói rằng là hội thánh sẽ nếm trải qua cái đại nạn. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa không muốn hội thánh của Chúa phải trải qua cái ngày khủng khiếp ở trên đất này. Cho nên có thể lắm chúng ta đã nhìn thấy được cái gì đó. Nó nằm ở cái khoảng giữa. Một bên phía thiên văn học người ta phát hiện một cái tiểu hành tinh nặng hàng mấy triệu tấn đang lao về trái đất. Và khả năng nó gần trái đất nhất năm 2029. Cho nên chúng ta chỉ còn có 6 năm để sống thôi. Và ta nói là nếu cái thiên thạch này nó va vào trái đất thì coi như nó như là thời mà thời kỳ khủng long bị tiêu diệt. Có nghĩa là một cái vụ nổ và cả trái đất này nó nằm trong biển lửa, chết hết, chỉ còn con gián sống. Rồi chắc là con gián nó sẽ tiến hóa từ từ thành con người. Những điều này nói để chúng ta làm gì? Chúng ta có sự tỉnh thức. Đời sống chúng ta luôn luôn sẵn sàng tỉnh thức, khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Nhưng tôi khích lệ anh chị em một tin vui, là những ai được cái ấn chứng của Thánh Linh, người đó đã thuộc về Ngài. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta có ấn chứng của Thánh Linh. Dù chúng ta còn có những người thì mạnh mẽ, có những người thì còn yếu, nhưng mà họ là người được ấn chứng bởi Thánh Linh. Và tôi khích lệ bà chị em chúng ta sống một đời sống trong sạch trước mặt Chúa, để vì chúng ta sẵn sàng để chờ đợi Ngài Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Amen. Có cô dâu nào nói thôi tôi cứ ở như vậy, bình thường như vậy, tôi không cần trang điểm, tôi không cần tắm rửa, để đợi ngày mai Chúa rạy rước. Có không? Có ai mà đám cưới vậy không? Cô gái nào đám cưới vậy không? Tôi nhớ đám cưới của tôi là vợ tôi phải kêu người đến là make up rồi cạo rọt rọt đủ thứ hết trơn. Hình như ngày hôm qua có ai đi đám cưới cũng make up phải không? Tại sao chúng ta muốn làm đẹp? Chúng ta tôn trọng người chú rể của mình đúng không ạ? Phải không chị em? Các cô dâu mà làm đẹp là tại vì tôn trọng chú rể. Chúng ta tôn trọng Chúa, chúng ta yêu Chúa. Mặc dù Chúa chọn chúng ta rồi đó. Những ngày thường chúng ta sống như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà để mà gọi là ngày cưới thì chắc chắn là cô dâu phải chuẩn bị rất là chu đáo. Từng chút một để chúng ta chờ đợi ngày mà chú rể đến để đón chúng ta đi. Cho nên ở tại đây chúng ta thấy là Chúa nói là đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, rồi ném những cái gương xấu hay kẻ ác vào trong lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc ngàn nghiến răng. Bây giờ Chúa chưa có chia ra, vì hội thánh được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu thì tôi và chị em đã có giá chuộc. Chúa chưa chia cái gương xấu ra,
chưa kia chia kẻ ác ra. Nhưng mà ngày cuối cùng thì không phải là mục sư chia người ác với lại người tốt, mà là thiền sư. Chúng ta không làm việc đó. Có một lần tôi mời một mục sư đến giảng. Ông đứng lên thế này, ông nhìn tất cả mọi người: chào hội thánh, xin dẫn vào hội thánh. Hội thánh cười: dạ chào mục sư. Chú phán với tôi, trong hội thánh này phân nửa là chiên và phân nửa là dê. Rồi bắt đầu người này quay ra, không biết là tôi là dê hay là tôi là chiên. Tự nhiên nghĩ trong lòng mình, à hén mình còn xấu xấu, chắc mình là dê, hay là mình là nửa dê nửa chiên. Một lần khác tôi nghĩ chắc có lẽ ông lộn. Một lần khác ông đến mời ông giảng, ông lên ông nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện một hồi, cuối cùng ông mở mắt ra: Chúa cho tôi thấy bên đây là tối, bên đây là sáng. Ôi mấy người bên sáng hallelujah, còn mấy người bên tối. Tại vì mấy người bên tối là tại có tấm màn nó che đi, nó tối, còn bên kia có mắt ánh mặt trời nó phà vô cho nên nó sáng. Đó không phải là sáng và tối như vậy. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi không mời ông giảng nữa, tại vì một lúc chắc là trong hội thánh không còn chiên mà toàn là dê không, thậm chí còn nói là sói nữa thì mệt nữa. Đúng không? Thôi bà chị em, tin Chúa Giêsu có dấu ấn của Đấng Christ rồi, chúng ta là chiên của Chúa. Amen. Nói với người bên cạnh đi, chúng ta là chiên của Chúa, là đối tượng Chúa yêu. Chúng ta không phải là kẻ mà Chúa ngài sẽ định tội, nhưng mà chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta là người được sự tha thứ của Chúa. Amen. Không có sự định tội cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên kể cả người đi sớm cũng là chiên, mà người đi trễ cũng là chiên. Người dân hiến trung tín cũng là chiên, mà người dân hiến không trung tín cũng là chiên. Thì chúng ta là chiên của Chúa. Sự cứu chuộc không tùy thuộc vào việc làm của chúng ta, nhưng tùy thuộc vào đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói rằng Chúa ngài sẽ chia chiên với dê ra. Và sự chia này là ngài tận thế, chỉ có thiên sứ mới phân chia ra. Thiên sứ sẽ chia trong ngày chung cuộc. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến 33. Ma-thi-ơ 25 câu 31 đến 33. Chúng ta sẽ đọc chung với nhau trong phần Kinh Thánh này. Xin bắt đầu. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến mời các thiên sứ thánh, ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt ngài. Rồi ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ trang chiên chia chiên với dê ra, để chiên bên hữu và dê bên tả. Ngày cuối cùng anh chị em, chứ không phải là bây giờ. Cho nên đừng ai nhìn người này kia còn yếu yếu, chúng ta nói rằng là dê nữa là mệt nữa. Không phải. Có muôn sói trong hội thánh, nhưng mà không có dê. Tại sao tôi nói là muôn sói? Chúa Giêsu đã từng cảnh báo sẽ có tiên tri giả, có giáo sư giả, họ là muôn sói hay cắn xé. Đó là những người bậc thầy dạy dỗ. Họ giống mà họ tìm, họ cắn xé, họ gây sự chia rẽ trong thân thể của Đấng Christ. Còn dân sự của Chúa là chiên. Dân sự của Chúa là chiên của đồng cỏ ngài. Chúng ta được đến đồng cỏ xanh tươi, được mé nước bình tĩnh để chúng ta có thể ăn những cái thức ăn tốt nhất mà Chúa ban cho. Chúng ta uống những thức uống, nước uống trong lành nhất mà Chúa cho chúng ta. Đó là chúng ta ăn lẽ thật của Đức Chúa Trời và chúng ta uống thánh linh của Chúa, để đời sống chúng ta được tăng trưởng. Và chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy chúng ta có một cái sự tăng trưởng. Thánh linh của Chúa, lời của Đức Chúa Trời loại bỏ ra khỏi chúng ta những cái bản chất xấu, để rồi chúng ta có bản chất Đấng Christ ở trong đời sống của mình. Và nhật chúng ta đến cái phần cuối ở đây. Từ câu 21 ghi như thế này: các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng có hiểu. Ngài bèn phán rằng: vì có ấy mọi thầy thông giáo đã học thông về đạo nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho của mình ra. Phần thứ ba đó là trách nhiệm của thầy thông giáo, hay là trách nhiệm của những người dạy đạo. Ở đây nói là cái người dạy đạo cần phải học thông về đạo của nước trời. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta dạy đạo nhưng chúng ta chưa học thông về đạo của nước trời. Và khi không học thông về đạo nước trời đó, thì chúng ta dạy lẫn lộn giữa cũ và mới. Có phải không anh chị em? Ngày trước tôi từng được học, là tôi được những thầy giáo của tôi dạy, là họ không học thông về đạo nước trời. Tôi không phải để che họ đâu, nhưng bởi vì họ được dạy như vậy. Có nghĩa họ dạy cho tôi như thế này nè: tin Chúa Giêsu chưa chắc được cứu đâu. Tin Chúa Giêsu phải làm lễ cắt bì, phải giữ theo luật pháp của Môi-se thì mới được cứu. Đó chính là họ
trộn chung giữa cái cũ và cái mới. Ngày hôm nay chúng ta còn như vậy. Có những thầy giáo, có những giáo sư, có những mục sư đứng lên giảng và họ nói tin Chúa Giê-xu chưa được cứu đâu. Tin Chúa Giê-xu phải làm lễ cắt bì hoặc là không làm lễ cắt bì, nhưng mà phải giữ theo luật pháp của Mô-xê thì mới được cứu. Và họ giảng rất là mạnh, mà người ta la kêu gào khóc lóc lên, nhưng mà cuối cùng cũng đâu vào đấy. Bởi vì cái xác thịt của chúng ta không có khả năng để đắc thắng, ngoại trừ quyền năng của Thánh Linh và ân điển của Đức Chúa Trời mới giúp chúng ta chiến thắng được. Có lần kia tôi đi làm một cái lễ tang, đúng là không phải là làm lễ tang mà tôi đi dự cái lễ tang thôi. Và tôi được gia đình mời tôi lên để mà có một lời chia sẻ trước khi cầu nguyện cho cái tang lễ đó. Và lễ tang này thì rất là nhiều đoàn đến, mà mỗi đoàn thì đến một người đại diện để cầu nguyện. Lễ tang này ở bên nhà thờ truyền thống. Tôi là bên ân tứ, tôi bên tư gia. Thì lúc đầu họ không biết tôi là tư gia, họ chỉ biết tôi là người truyền thống, tại vì thật sự ngày xưa tôi cũng là người truyền thống. Tôi lên và tôi chia sẻ lời Chúa. Có ba điều: đánh trận tốt lành, xong sự chạy và giữ được đức tin. Tại vì cái vị mà qua đời đó, người đó là một niên lão rất là yêu mến Chúa và đã dâng cả một cái miếng đất lớn của mình để làm nhà thờ. Và tôi đứng lên và tôi chia sẻ, tôi nói tạ ơn Chúa, bác ở đây đã đánh một trận tốt lành rồi và đã hoàn tất cái cuộc đua của mình và bác giữ được đức tin. Cho nên sự cứu rỗi đã thuộc về bác, bởi vì sự cứu rỗi là nhờ ân điển và đức tin. Cho nên chắc chắn rằng bác được cứu. Tại vì căn cứ vào lời Chúa, nhờ ân điển mà đức tin được cứu, không phải là việc làm của anh em. Và cả gia đình họ đang đau đớn đau thương như vậy thì họ được gây dựng và họ được khích lệ. Cái người con trưởng đến và bắt tay tôi, cảm ơn mục sư, mấy ngày nay tôi mới nghe được một sứ điệp ngắn như vậy và nó được khích lệ, và chúng tôi đầy hy vọng vì tôi gặp được ba của tôi ở trên thiên đàng. Mừng lắm, vui mừng, và gia đình bắt tay tôi rồi họ mời ngồi ăn rồi thông công đủ thứ hết. Và tới cái đoàn khác đến, một cái vị của một truyền đạo của một đoàn khác đứng lên. Ông đứng lên và ông mới vừa nghe tôi nói rằng là bác này tin Chúa Giê-xu và chắc chắn bác được sự cứu rỗi. Thì ông đứng lên, ông nói: thưa quý ông bà chị em, hôm nay chúng ta đứng trước linh cữu này, bác nằm đây, bác tin Chúa mấy chục năm rồi, nhưng tôi nói vậy rằng bác chưa chắc được cứu. Gia đình của Tăng Quyến Thiếu Điều họ muốn lên kéo cái ông đó xuống luôn, nhưng mà vì nể cho nên không làm như vậy. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta được cứu là nhờ ân điển và đức tin ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 8 cho đến câu 10. Không phải việc làm. Chúng ta đều có dấu ấn của Chúa. Một người mượn tin nhận Chúa, tấm lòng chúng ta được mở ra, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấn chứng trong lòng của chúng ta và giá trị của ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Cho nên chúng ta vui mừng vì có chúng ta là người thuộc về Chúa Giê-xu rồi. Chúng ta là người có dấu ấn của Chúa rồi. Cho nên hỡi những người thông giáo, không phải thông giáo của thời Pharisee mà thông giáo bây giờ, ai là người đang dạy đạo cho người khác? Hồi thắm mình có một người dạy thôi. Anh chị em ơi, khi người dạy đạo, bây giờ tôi không nói thầy thông giáo, sợ anh em không dám giơ tay, nhưng mà ai là người đang dạy đạo đây? Dạ, anh chị em, cảm ơn Chúa, anh chị em là người dạy đạo. Chúng ta dạy đạo thì chúng ta phải làm sao? Vì có ấy, người dạy đạo phải học thông về đạo nước thiên đàng. Ai có thể học thông hết cả cuốn Kinh Thánh này? Không một ai. Nhưng mà Chúa chỉ muốn chúng ta học thông về đạo nước thiên đàng thôi, đạo của nước trời. Học thông về đạo đó để chi vậy? Và cuối cùng người này làm gì? Như một người chủ nhà kia đem những cái vật mới và cũ ở trong kho của mình ra. Trong câu 52, học thông về đạo rồi thì đem cũ và mới ở trong kho của mình. Anh chị em có cái kho nào không? Chúng ta có cái kho kiến thức, chúng ta có cái kho về đạo. Những anh em ở từ công giáo và dân mình cho Chúa, mình có cái kho của mình trước đây không? Và có bao giờ anh chị em trộn lẫn cái mới và cái cũ không? Bây giờ giả sử cái bàn này rất là đẹp, nhưng mà chúng ta lấy cái ghế nó cũng mềm rồi, chúng ta để xung quanh ngồi vẫn được đó, nhưng mà nó khập khiễng.
Cho nên cái cũ và cái mới ở trong kho của chúng ta đó là gì vậy? Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Hebrew đoạn 8 câu 13. Anh chị em tập trung với nhau, Hebrew đoạn 8 câu 13. Xin bắt đầu. Gọi giao ước đó là mới thì đã xưng giao ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già thì gần tiêu mất đi. Nha. Tại đây chúng ta thấy có cái cũ và cái mới, mà Kinh Thánh gọi đó là gì? Đó là giao ước. Gọi ước đó là ước mới thì xưng ước trước là cũ, hay là giao ước trước là cũ. Chúng ta xem đoạn 7, Hebrew đoạn 7 câu 12. Đọc chung với nhau, xin bắt đầu. Trước tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Ngày xưa các chức tế lễ thuộc theo dòng của Aaron, và thầy tế lễ không có sống đời đời, cho nên là nó liên tục thay đổi. Nó giống như nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ vậy. Ông này lên thì làm hòa với lại Trung Quốc, ông kia lên thì đánh kinh tế với Trung Quốc, và thay đổi liên tục. Nhưng mà trong nước của Đức Trời thì có Chúa Giê-xu là đấng làm chủ, cho nên là không bao giờ thay đổi. Và sự thay đổi này không phải là tự nhiên thay đổi, mà sự thay đổi này có chủ ý của Chúa. Hebrew đoạn 7 câu 18 cho đến câu số 20. Xin lỗi, câu 22 luôn ạ. 18 đến 22. Rồi, chúng ta đọc chung với nhau. Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền, không ích nên đã bị bỏ rồi. Bởi chương luật pháp không làm tròn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp. Và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vả lại, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được lập ra. Những thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập nên, nhưng Ngài đã được lập lên bằng lời thề, bởi đấng đã phán cùng Ngài rằng: Chúa đã thề rồi và không hối lời thề ấy đâu. Con làm thầy đấy để đời đời. Vì thế Đức Chúa Giê-xu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu là đấng bảo lãnh cho giao ước tốt hơn. Tôi và anh chị em chúng ta có trách nhiệm để tiếp tục dạy lời Chúa cho dân sự. Anh chị em đừng trộn lẫn là thịt của dê con, thịt của chiên con với lại sữa của mẹ nó. Chúng ta có từng nghe cái câu thánh này chưa? Đừng trộn lẫn. Đừng trộn lẫn. Chúa Giê-xu Ngài đến không phải để phá luật pháp, Ngài làm hoàn tất luật pháp. Và chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu đó là chúng ta đón nhận sự hoàn tất. Bởi vì trong giao ước cũ không một ai có khả năng làm trọn luật pháp, duy một mình Chúa Giê-xu. Ngài là trung gian, Ngài là cuối cùng của luật pháp, để xưng tất cả mọi kẻ tin Ngài là công chính. Công chính nhờ ân điển bởi đức tin, không phải là bởi vì cớ chúng ta làm theo luật pháp. Vậy thì anh chị em thấy, ở đây chúng ta thấy mỗi cái thời kỳ Chúa có một cái cách để Chúa cứu dân của Ngài. Tôi và chị em ngày nay chúng ta đang ở thời kỳ của ân điển, mà thời kỳ ân điển sẽ kết thúc khi Ngài đón hội thánh của Ngài lên. Như vậy nước của Đức Trời ngày hôm nay vẫn còn đang mở rộng để có thể tất cả mọi người, đem nhiều người vào trong hội thánh của Chúa. Hãy thả lưới, tiếp tục thả lưới xuống biển, hãy bắt tất cả những thứ cá, vì chúng ta không biết cá nào cá tốt hay là cá xấu. Thật ra nếu cá không phải là cá tốt hay là cá xấu, nhưng mà tại vì Chúa đã tạo dựng nên tất cả muôn vật đều tốt lành, hình bóng về thuộc thể, nhưng hình bóng về thuộc linh, mỗi con người chúng ta được tạo dựng nên thật là tốt lành. David nói rằng: mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi, nhưng mà Ngài đã tạo dựng nên tôi một cách đáng sợ và lạ lùng. Nhưng mà mỗi một người có ý chí tự do để có một cái quyết định là tin hay là không tin. Tôi và chị em ngày hôm nay là người tin Chúa, cho nên tôi và chị em chắc chắn một điều rằng chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc sáng lạng. Nhưng thưa anh chị em, sẽ có một cái sự thanh lọc mà chính Chúa Ngài sẽ thanh lọc trong ngày kỳ cuối cùng, thông qua việc mà cho thiên sứ của Chúa để xét đoán, thu những cái gương tốt và loại bỏ những cái gương xấu. Ngày hôm nay có những điều tốt ở trong chúng ta, hãy tiếp tục phát triển. Nhưng có những điều xấu ở trong tôi và chị em, đó là bản chất của tội lỗi. Ông bà chị em có cần loại bỏ ra không?
Ai trong chúng ta có cần thấy rằng mình cần loại bỏ ra những cái điều xấu ở trong mình để cho cha chúng ta đẹp lòng và chúng ta tiếp tục để làm vinh hiển danh của Chúa và đem nhiều người đến với sự công bình của Chúa nữa. Amen chị em. Yeah. Tương lai chúng ta ra thế nào? Chúng ta biết. Người chưa thế gian thì nói là tương lai tôi không biết. Nhưng mà chúng ta lại trong Chúa, chúng ta biết. Hay là tương lai của chúng ta ở trong vòng tay yêu thương của Chúa? Tôi xin mời ban nhạc bước lên đây để chúng ta sẽ cùng hát lại bài Đấng Nắm Giữ Tương Lai theo một cái lời mới mà tôi mới chuẩn bị ở phía dưới. Xin Hòa Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta thờ phượng Chúa bài hát này. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.